Rất vinh dự cho câu lạc bộ ca múa nhạc thành phố Hưng Yên hôm nay chúng tôi được mang lời ca tiếng hát đến để chúc mừng đại hội dòng họ Vũ Võ của thành phố Hưng Yên. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Mở đầu chương trình đại hội là chương trình văn nghệ, xin phép được bắt đầu. Mở đầu mời quý vị thưởng thức bài hát Khách đến chơi nhà do tấp ca câu lạc bộ ca vũ nhạc thành phố Hưng Yên trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cố vấn chủ tịch danh dự Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã từ trần hồi 14 giờ 35 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022, tức ngày mùng 7 tháng 11 năm Nhâm Dần, và tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Ninh, nguyên ủy viên Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, là một danh nhân họ Vũ đã có nhiều đóng góp cho dòng họ. Xin đại hội một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, mời các đại biểu an toàn. Trăm họ dựng lên một nước nhà, trong đó có họ Vũ nhà ta. Con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Để xây dựng dòng tộc trên tinh thần đoàn kết vững mạnh, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ của dòng họ nói riêng và của toàn dân tộc nói chung, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất và bảo vệ Tổ quốc, Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2 với sự nỗ lực phấn đấu, chúng ta đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trên mọi nhiệm vụ. Căn cứ theo tinh thần cuộc họp Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2 2016-2021 ngày 3 tháng 12 năm 2022 đã thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027 để đánh giá những ưu điểm và tồn tại của nhiệm kỳ 2, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 3 2022-2027. Đó là lý do của đại hội ngày hôm nay. Kính thưa đại hội, trong không khí khẩn trương đón năm mới 2023, chúng ta tề tựu về đây để tổ chức đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 3 2022-2027. Về với đại hội, tôi xin được trân trọng giới thiệu các đại biểu như sau. Các đại biểu của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam gồm: 1. Ông Nguyễn Hữu Sâm, Phó Chủ tịch Thường trực dòng họ Vũ Võ Việt Nam, xin đại hội. Vũ Hữu Sâm. Vâng. Phó Chủ tịch Thường trực dòng họ Vũ Võ Việt Nam, xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. 2. Ông Vũ Hữu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Câu lạc bộ Danh nhân Danh nghiệp họ Vũ Võ Việt Nam. 3. Ông Vũ Đức Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Đức Lanh, xin đại hội. 4. Đại biểu Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên gồm: 1. Ông Vũ Quang Hải, nguyên trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. 2. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. 3. Ông Vũ Thế Động, Phó Chủ tịch dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. 4. Ông Vũ Văn Đường, Phó Chủ tịch Hội Tâm Linh Việt Nam, xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. 5. Đại biểu làng Tiến sĩ Mộ Trạch, ông Vũ Quốc Ái, Ủy viên Thường vụ
đại biểu hội đồng dòng họ Vũ Võ các huyện gồm có ông Vũ Văn An, trưởng đoàn đại biểu của hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Mỹ Hào. Hai, ông Vũ Đức Thịnh, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Kim Động làm trưởng đoàn. Ba, ông Vũ Mạnh Tuyển, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Phù Cừ làm trưởng đoàn. Bốn, ông Vũ Văn Khá, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Ân Thi làm trưởng đoàn. Năm, ông Vũ Công Việt, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Khoái Châu làm trưởng đoàn. Xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu các hộ bạn, ông Dương Văn Độ, chủ tịch họ Dương, thành phố Hưng Yên làm trưởng đoàn. Họ Dương, tỉnh Hưng Yên, ông Dương Xuân Tài, chủ tịch câu lạc bộ Lão Thành làm trưởng đoàn. Ba, họ Trần, thành phố Hưng Yên, ông Trần Minh Quốc, chủ tịch phòng mặt trận làm trưởng đoàn. Về họ Vũ Võ, thành phố Hưng Yên gồm có ông Vũ Nhật Dương, ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên. Đại biểu ban liên lạc 5 xã Lâm Chi của họ Vũ của xã Liên Phương. Đại biểu ban liên lạc 6 chi họ Vũ Võ xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên cũng về dự. Xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. Về dự đại hội còn có bà Vũ Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên cũng về dự. Cùng toàn thể các đại biểu, khách mời và các thành viên ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã về dự đại hội đông đủ. Xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin được tiến hành đề nghị bầu chủ tịch, đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội. Thứ nhất là bầu đoàn chủ tịch. Theo dự kiến của cuộc họp ban chấp hành dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 3 tháng 12 năm 2022, dự kiến bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm các ông sau: một là ông Vũ Nhật Dương, hai là ông Vũ Xuân Hạnh, ba là ông Vũ Quốc Phiên. Đại hội có ý kiến gì không thì các vị cho xin ý kiến. Nếu không có ý kiến gì thì đề nghị các vị bầu theo biểu quyết. Vậy đề nghị các vị đại biểu trong đại hội tôi xin biểu quyết. Hòa cùng với không khí tưng bừng sôi động của cả nước, mọi người đang ra sức thi đua lao động, học tập, sản xuất nước rút cuối năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ 2022 và chuẩn bị đón mùa xuân mới năm Quý Mão 2023. Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Miên cũng đô nước tổ chức đại hội đại biểu dòng họ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2027 nhằm bầu ra ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Miên lần thứ 3 nhiệm kỳ
2022-2027 để tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên một cách bền vững. Thay mặt Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên, tôi xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hữu Sâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, tôi đã về dự và chỉ đạo đại hội. Xin cảm ơn ông Vũ Hữu Mai, Ủy viên thường vụ Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam và các ông trong thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam cũng đã về dự và chỉ đạo đại hội. Tôi xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên ông Vũ Quang Hải, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và các ông trong thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên đã về dự và chỉ đạo đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn ông Vũ Đường Vi Sư, Phó Chủ tịch Hội Tâm Linh Việt Nam cũng đã về dự và chia vui cùng đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn ông Vũ Quốc Ái, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Thường trực Ban Quản lý Di tích Làng Tiến sĩ Mộ Trạch và các ông trong Ban Quản lý Di tích Mộ Trạch đã về dự và động viên đại hội. Tôi xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Đức Lan đã về dự chia vui cùng đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chào đón, cảm ơn các ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các và ban thường trực của Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Kim Động, Ân Thi, Phủ Cừ, Tiên Nữ, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm, Mỹ Hào cũng đã về dự và động viên đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các ông đại diện cho họ Bùi, họ Trần, họ Dương trong tỉnh Hưng Yên nhà đã về chia vui và dự cùng đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các nhà doanh nghiệp, doanh nhân, quân nhân, cán bộ đương chức là những người con họ Vũ đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã đến dự và tài trợ cổ vũ cho đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào đón các cụ cao niên, các ông bà anh chị em đại diện cho các chi dòng họ tiêu biểu của các khu vực trực thuộc thành phố Hưng Yên cũng đã về dự đông đủ. Kính thưa đại hội, với tinh thần và tình cảm nhiệt huyết của các quý vị đại biểu khách quý, của các cụ, các ông, các bà, anh chị em đã không quản ngại thời gian, thời tiết, đường xá xa xôi, đã gác ngoài công việc mặc dù cuối năm để dành cho đại hội, sự có mặt của các quý vị tại đại hội để dự và chỉ đạo động viên cùng chia vui với đại hội. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý và đại hội một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội, chúc cả thành công tốt đẹp. Giới thiệu ông Vũ Xuân Hạnh sẽ lên giới thiệu các bạn đại biểu về dự và chúc mừng, tặng mừng, tặng hoa đại hội. Quý kính thưa đại học, đại học dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên 2022-2027 vô cùng vinh dự và phấn khởi được đón tiếp các vị đại biểu khách quý đại diện trong Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng dòng họ Vũ Võ các đơn vị bạn, các doanh nhân, các con cháu dòng họ Vũ Võ trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã về động dự chỉ đạo và động viên đại hội. Đó cũng như thể hiện sự quan tâm trên cơ sở đoàn tâm quan tâm và có cái tình cảm rất tốt đẹp của Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố, phát trên cơ sở phát huy truyền thống nhân hậu trí tuệ của dòng họ Vũ Võ Việt Nam,
và thể hiện là vị đoàn kết gắn bó và quyết tâm xây dựng dòng họ Vũ Võ tỉnh Điện Biên, hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam ngày càng phát triển ổn định về mọi mặt. Sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý đến đại hội hôm nay thể hiện sự quan tâm không những về tình cảm mà các đại biểu còn mang đến những lăng bông hoa tươi thắm đến chúc mừng đại hội hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân, Phó Chủ tịch Hội Thường trực Dòng họ Vũ Võ Việt Nam và ông Vũ Mai, Phó Chủ tịch Chủ dòng họ Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam lên tặng hoa cho đại hội. Xin trân trọng kính mời hai ông. Trân trọng kính mời ông Lý Nhật Dương, hay Chủ tịch Hội đồng Dòng họ Vũ Võ thành phố Yên lên tặng hoa.
Vâng, trong thành phố Nghĩa. Đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thành phố Yên nhiệm kỳ 2 đã kết thúc với mục tiêu phấn đấu xây dựng một dòng họ đoàn kết vững mạnh, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ, xứng đáng với tổ tiên và dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp vận động xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các thành viên và các dòng họ trong thành phố Yên đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ trên tất cả các mặt hoạt động của dòng họ Vũ Võ thành phố Yên. Được sự phân công của ban chấp hành, của ban tổ chức đại hội và đoàn chủ tịch, thay mặt tôi đồng dòng họ Vũ Võ Hưng Yên, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo tổng kết dòng họ Vũ Võ nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 3 2022-2027. Tôi xin ghi phần thứ nhất, kết quả các hoạt động công tác của dòng họ Vũ Võ nhiệm kỳ 2 2016-2021 về công tác tổ chức xây dựng và phát triển dòng họ, triển khai nghị quyết của đại hội 2 về công tác củng cố và phát triển tổ chức dòng họ, đến nay đã có nhiều kết quả rất tích cực. Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Yên cũng như các chi họ của các xã phường đã đóng góp tích cực vào các hoạt động của dòng họ. Ban chấp hành, ban thường vụ, ban thường trực đã đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có trách nhiệm tâm huyết với dòng họ, phân công nhiệm vụ cụ thể, và các thành viên đã duy trì các hoạt động của dòng họ được thường xuyên đi vào nề nếp. Hàng năm, hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Yên đã tổ chức các hội nghị sơ kết giữa năm và tổng kết cuối năm, đánh giá tình hình, kết quả tập và những nguyên nhân hạn chế tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó để đề ra phương pháp giải quyết nhiệm vụ cụ thể trong quá trình chỉ đạo thực hiện hoạt động của dòng họ. Đã tạo dựng được một phong trào hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các chi dòng họ ở các địa phương, mà điển hình như chi họ tộc Vũ Hữu thuộc xã Liên Phương, họ Vũ Văn, Vũ Đức, Vũ Đình thuộc Phương Triều, dòng họ Vũ khu trung tâm thành phố, cũng như họ Vũ của xã Hoàng Anh. Khi sát nhập về thành phố đã phát huy được những tình cảm đoàn kết gắn bó giữa hội đồng dòng họ toàn thành phố với các chi họ trong xã phường của toàn thành phố. Nhiệm kỳ đại hội lần thứ hai cũng là nhiệm kỳ đánh dấu một bước ngoặt phát triển mạnh mẽ của hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên. Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chi họ từ ba khu vực phía bắc thành phố, phía đông thành phố, phía nam của thành phố đã kiện toàn củng cố tổ chức, đề ra được phương trình, chương trình, mục tiêu hoạt động để thực hiện, như chi họ xã Liên Phương, chi họ xã Phương Triều, chi họ xã Hoàng Thanh. Kết quả nổi bật của sự hoạt động của chi họ là vận dụng mọi biện pháp linh hoạt sáng tạo với nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, thiểu số, phục tùng đa số. Hai là về công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhà thờ, từ đường và năm hộ. Kính thưa các vị đại biểu, phong trào xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhà thờ, từ đường, năm hộ ở các chi họ của các địa phương đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Đây là một thành tựu bước ngoặt của hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Yên. Con cháu đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng từ đường, năm hộ ngày càng được phát triển, nhân rộng. Nhiều các nhà thờ từ đường đã xây dựng mới và tu sửa nâng cấp, tôn tạo đăng mộ với một kinh phí hàng
từ đỉnh hầm trở lên. Trong đó có một số nhà thờ từ đường xây dựng mới với mức đầu tư trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng như nhà thờ họ Vũ Đức, Vũ Đình, Vũ Văn Phương Triều, Vũ Ngọc, phường An Tảo, hai chi họ Vũ Hữu và Vũ Văn của Nhân Phương, mà tiêu biểu là nhà thờ ba gian gỗ kim của gia đình Vũ Quang Khải ở Nhân Phương, nhà thờ phái ba chi ba của Nhân Phương, nhà thờ chi hai họ Vũ Văn của Phương Triều đã đầu tư đất và xây dựng nhà thờ với trên 10 tỷ đồng. Việc xây dựng mới nâng cấp mở rộng nhà thờ có tác dụng để con cháu dòng họ để tìm về với cội nguồn, nhớ tới tổ tông, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân hậu trí tuệ của dòng họ, tăng cường mối đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, cho dòng họ, cho quê hương, cho đất nước. Ngoài việc xây dựng sửa chữa tôn tạo các nhà thờ từ đường khang trang rộng rãi, phong trào có cháu tự nguyện hiến đất xây dựng lăng mộ cũng đã được phát triển sâu rộng. Nhiều các công trình tâm linh được đầu tư với nguồn kinh phí lớn như lăng mộ của họ Vũ Niên Phương, chiều đầu tư tới 108 m² đất để xây dựng quần thể lăng mộ của chi họ hai Vũ Văn phái hai, chi ba Vũ Văn Phương Triều cũng đã xây dựng lăng mộ chi họ khang trang to đẹp với kinh phí trên 5 tỷ đồng. 4. Về công tác hoạt động thông tin tuyên truyền trong mỗi dòng họ, trước sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin trong nước cũng như trên thế giới, đòi hỏi sự tiếp cận cũng như phát triển hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá kịp thời những gương người tốt việc tốt trong dòng họ, từ đó thu hút và tăng cường khối đoàn kết giao lưu, cùng nhau xây dựng một dòng họ Vũ Võ ngày càng phát triển và bền vững. Tiêu biểu cho công tác tuyên truyền của các dòng họ đó là những hoạt động ghi hình những sự kiện của dòng họ, hoạt động của dòng họ được nhiếp ảnh gia Vũ Văn Hệ của Nhân Phương đã không quản ngại thời gian tham gia nhiệt tình các sự kiện lớn, có những trang ảnh đẹp và ý nghĩa và những tư liệu quan trọng để phục vụ cho công tác tuyên truyền của dòng họ, cũng như đóng góp tư liệu vào để xây dựng bản thông tin của dòng họ tỉnh Hưng Yên số đầu sẽ ra mắt. Một số các hội viên của hội thơ, câu lạc bộ thơ, các công tác viên của báo chí cũng thường xuyên viết về đề tài ca ngợi dòng họ Vũ Võ, công tác với báo quân đội như Ngũ Như Kép, các nhà thơ của các câu lạc bộ như bà Vũ Thị Lan và Vũ Thị Mỹ Thị, Vũ Thị Kim Dung, Vũ Quốc Phiên ở các khu vực đã đóng góp tích cực vào trong công tác thông tin tuyên truyền cho dòng họ. 5. Hoạt động doanh nhân và quan hệ đối ngoại. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, hoạt động của doanh nhân và quan hệ đối ngoại là một việc làm rất cần thiết, và đây cũng là một động lực để tạo mọi điều kiện hoạt động của dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên. Trong thời gian qua, các doanh nhân họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên đã luôn luôn phát huy lợi thế có sẵn của địa phương và dòng họ, đã phấn đấu xây dựng cơ sở các doanh nhân vững mạnh, thực sự là động lực cho các hoạt động hội đồng dòng họ Vũ Võ Hưng Yên. Tiêu biểu cho các doanh nhân luôn hỗ trợ tài chính cũng như tinh thần cho mọi hoạt động của dòng họ, đó là chỗ dựa vững chắc cho hoạt động của dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên. Đó là các doanh nhân, doanh nghiệp như ông Vũ Nhật Dương, Vũ Văn Thắng, Vũ Văn Hải, Vũ Xuân Hạnh, Vũ Nhật Tuấn, Vũ An Ninh, đồng thời cũng đánh giá rất cao những tấm lòng, tâm linh công đức của các doanh nhân doanh nghiệp là những con cháu của các chi dòng họ ở thành phố có đức
của tài đã trợ cấp và xây dựng các nhà thờ từ gồm Nam Hồ, các chi họ khang trang to đẹp. Nhiều gia đình đã xây dựng được nhà thờ của gia tộc. Tất cả các công trình xây dựng đều nhiều tỷ đồng được tài trợ của các doanh nhân và doanh nghiệp, kể cả công tác khuyến học, khuyến tài, kinh phí cho các cháu, con cháu họ Vũ được đi tham quan du lịch, học tập để mở mang kiến thức, nhằm tạo các cháu nuôi nhớ về cội nguồn, phát huy được nét đẹp văn hóa. Truyền thống của cha ông đã trở thành một hoạt động có ích cho dòng họ, cho quê hương, cho đất nước, mà tiêu biểu là chi họ Vũ An Tảo Thượng, chi họ Vũ của địa phương, chi họ Vũ của Phương Triều, chi họ Vũ của phường Minh Khai. Đối với công tác đối ngoại, trước những diễn biến phức tạp của tổ chức dòng họ trong thời gian vừa qua, Hội đồng dòng họ Vũ Hoa tỉnh Hưng Yên nói chung và Hội đồng dòng họ Vũ Hoa thành phố Hưng Yên nói riêng đã giữ vững quan điểm chỉ đạo của cụ Vũ Anh, lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa công tác hoạt động của dòng họ lên một tầm cao mới, đặc biệt là chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị nghị quyết của Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ Võ của tỉnh chỉ đạo để chỉ đạo khối đoàn kết nhất trí của dòng họ Vũ thành phố Nghiên. Qua công tác đối ngoại, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Nghiên đã tham gia tích cực các sự kiện lớn do Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên tổ chức, đã tham dự Đại hội dòng họ Vũ Võ các tỉnh, các huyện khi được mời, như Đại hội dòng họ Vũ Võ tỉnh Bến Tre, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hải Dương, Câu lạc bộ Doanh nhân Doanh nghiệp Nam Định, Câu lạc bộ Doanh nhân Doanh nghiệp, cũng như Đại hội dòng họ Vũ Võ huyện Khói Châu, Ân Thi, Kim Đồng, Tiên Nữ, Phủ Cử. Bên cạnh đó, Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên cũng đã có mối quan hệ thân thiết với các dòng họ trong tỉnh, như tham dự các đại hội của các họ Vàng, họ Bùi, họ Trần, họ Dương của tỉnh và thành phố, cũng như các cùng nhau đoàn kết góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có những thành tích trên, nguyên nhân là một thắng lợi thì tất cả các vị đại biểu đã nhìn được rõ, nhưng một trong những nguyên nhân ấy là sự đoàn kết nhất trí trong dòng họ, sự đồng thuận và thực hiện nguyên tắc quy chế hoạt động của dòng họ dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành đã tạo nên những thành công thắng lợi tốt đẹp trong nhiệm kỳ qua. Song bên cạnh những thành tích đã đạt được, cũng còn có những một tồn tại. Tôi xin phần thứ tư là những tồn tại và hạn chế trong hoạt động của dòng họ Vũ Võ. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Nghiên vẫn còn một số hạn chế và tồn tại. Một là công tác tổ chức phát triển dòng họ ở các cấp cơ sở chưa được đồng đều. Những nơi có nhiều bà con dòng họ sống và ủy viên ban chấp hành ở các khu vực chưa thực hiện thực sự chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động kết nối bà con ở các xã, phường lân cận mình trong khu vực mình phụ trách để tự nguyện tham gia tổ chức dòng họ. Hai, một số ủy viên ban chấp hành còn vắng mặt nhiều lần trong tham dự các cuộc họp của ban chấp hành, chưa gần gũi để khai thác được tiềm năng của những doanh nhân trong chi họp, chế độ báo cáo, đề nghị khen thưởng, mừng thọ còn chậm so với thời gian quy định, thậm chí còn bỏ sót cũng để ý. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, bên từ những thành tích đã đạt được, những tồn tại cần hạn chế, thì trong nhiệm kỳ tới,
hội đồng dòng họ Phú Võ thành phố Nghiên cần tập trung một số phương hướng sau đây. Chúng tôi xin đăng phần 2. Phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 3 2022-2027. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đồng dòng họ Vũ thành phố Nghiên đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 3 như sau. 1. Về công tác tổ chức phát huy dòng họ. Để duy trì và phát triển tổ chức dòng họ, thường trực hội đồng dòng họ cũng như ban chấp hành dòng họ với các chi họ tại các khu vực từ thành phố tới các xã phường phải chú trọng phối hợp, trao đổi, kết nối, tổ chức giao lưu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tình cảm đồng tộc, kết hợp tuyên truyền, tìm hiểu về cội nguồn, truyền thống dòng họ để mọi người tự nguyện tham gia tổ chức dòng họ, phát huy truyền thống nhân hậu trí tuệ, động viên thế hệ trẻ ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, làm việc hiếu nghĩa để đền đáp công ơn tổ tiên, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, góp phần làm rạng danh dòng họ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, chúng ta có rất mừng là từ ban chấp hành, từ sự chỉ đạo của các đồng chí trong ban chấp hành về ba khu vực, chúng ta đã có ba ban như nào mà trước đây chưa có trong nhiệm kỳ hai chúng ta đã được. Đó là ban liên định là 6 chi họ của xã Hoàng Anh, 5 chi họ của xã Như Phương, 3 chi họ của An Tảo Hợp. Và trong tương lai tới này chúng ta cố gắng xây dựng được thêm ban liên lạc của các xã phường mới sát nhập đợt 2 về thành phố Nghiên. 2 là công tác tôn tạo xây dựng nhà thờ và lăng mộ, công tác chăm lo tôn tạo, nâng cấp xây dựng mới nơi thờ tự, lăng mộ, coi đây là một việc làm thường xuyên để bà con có điều kiện đến thắp hương tưởng niệm, thể hiện tấm lòng thành kính kính đến tổ tiên và cũng là nơi để giáo dục con cháu hậu duệ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, luôn nhớ tới cội nguồn. 3 về công tác thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền. 1 là công tác thi đua khen thưởng, khuyến học và khuyến tài, thường xuyên phát động phong trào khuyến học khuyến tài tại các địa phương từ thành phố tới các chi họ xã phường, và lấy ban khuyến học khuyến tài ở các ban liên lạc chi họ xã phường là trọng tâm, khuyến khích truyền thống hiếu học, tổ chức tốt lễ tuyên dương học sinh sinh viên có thành tích học tập giỏi tiêu biểu xuất sắc, kịp thời động viên khen thưởng các cháu học sinh học giỏi, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đã vươn lên học tốt. Về công tác tuyên truyền thì duy trì các đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhiếp ảnh gia, các thành viên của các câu lạc bộ tham gia tích cực cho công tác phát hành thông tin dòng họ của tỉnh nhằm phục vụ công tác tại địa phương dòng họ của Phú Võ tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2022-2027, kịp thời thông tin những gương tốt, việc tốt cho chi dòng họ cũng như con cháu hậu duệ có tấm lòng công đức để tài trợ cho sự nghiệp phát triển và trường tồn của dòng họ. 4 là xây dựng quỹ hoạt động của dòng họ để đảm bảo điều kiện thuận lợi trong tổ chức hoạt động của dòng họ, kịp thời động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác của đồng dòng họ Phú Võ. Phố Nghiên rất cần và mong muốn được sự tham gia tích cực
đầy nhiệt huyết của các doanh nhân doanh nghiệp, của họ vụ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các chi dòng họ ở các xã phường trực thuộc hội đồng dòng họ của Hưng Yên nhất tâm xây dựng quỹ hoạt động. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Hội đồng dòng họ là một tổ chức tự nguyện, chúng ta hãy cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của, cùng nhau canh bác sự việc của dòng họ, xây dựng dòng họ Vũ thành phố Nghiên càng ngày càng phát triển bền vững theo đúng tinh thần chỉ đạo của hội đồng ban chấp hành hội đồng dòng họ các cấp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các vị đại biểu là thành viên đại diện của các khu vực, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận rõ những thuận lợi và những tiềm ẩn khó khăn thách thức trong nhiệm kỳ tới, chúng ta hãy tin tưởng sâu sắc với phương châm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đồng thuận, đoàn kết, kỷ cương, thiểu số phục tùng đa số trong dòng họ. Chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội 3 2022-2027. Vì sự nghiệp phát triển lớn mạnh của dòng họ Vũ Võ Việt Nam cũng như sự phát triển đầy tiềm năng của dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên và thành phố Hưng Yên, đại hội kêu gọi các chi họ từ thành phố tới các xã phường hãy cùng nhau toàn thể con cháu dòng tộc trong dòng họ Vũ Võ hãy tăng cường sức mạnh đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực trí tuệ sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội của chúng ta đề ra trong nhiệm kỳ 3, nhiệm kỳ 2022-2027 chúng ta đã đề ra ở tại đại hội này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý và các vị đại biểu đại là đại diện của thành viên khu vực đã lắng nghe bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Yên. Xin trân trọng cảm ơn. Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Yên cái nhiệm kỳ qua, một trong những dòng họ nổi bật trong nhiệm kỳ 2 về công tác xây dựng từ đường, về công tác khuyến học khuyến tài của năm chi họ xã Phú Triều. Tới đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị đại biểu ông Vũ Văn Cường, nguyên là phó chủ tịch ban chấp hành nhiệm kỳ 2, trưởng ban trong ban liên lạc dòng họ Vũ Võ của khu vực phía Bắc, lên báo cáo về công tác xây dựng từ đường, nhà thờ, lăng mộ, trong đó có một phần khuyến học khuyến tài của năm chi họ xã Phương Diệu. Xin trân trọng kính mời ông. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân Hạnh lên đọc quy ước của ai hội. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, sau đây tôi xin phép được thông qua cái dự thảo quy ước của dòng họ Vũ Võ thành phố Yên nhiệm kỳ 3 2022-2027. Một, về công tác tuyên truyền phát triển dòng họ, các chi họ là con cháu dòng họ Vũ Võ đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn thành phố Yên không phân biệt nam nữ, dâu rẻ, có nguồn gốc họ Vũ, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hướng về đức thần tổ Vũ Hồ và quê tổ Bộ Trạch đều có thể tham gia vào hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Yên. Mọi chi họ và con cháu họ Vũ Võ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để ngày một nhiều bà con dòng tộc tham gia đóng góp đông đảo vào hội đồng dòng họ thành phố Yên,
cũng như các chi dòng họ tại các phường, xã thuộc các địa phương trực thuộc thành phố Nghiên. 2. Về chức năng nhiệm vụ, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ và yêu nước của dòng họ Vũ Võ với tấm lòng hiếu nghĩa hướng về cội nguồn, biết ơn tổ tiên. Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Nghiên là một tập thể kết nối, quy tụ và đoàn kết của các chi họ và con cháu họ Vũ Võ trong toàn thành phố Nghiên, động viên bà con đồng tộc đóng góp trí tuệ, năng lực công tác, kinh phí và vật chất vào hoạt động dòng họ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập và công tác, đồng thời động viên cổ vũ mọi người gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, khuyến đức, chống mọi tư tưởng bè phái cục bộ, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, góp phần làm giàu cho gia đình, cho quê hương và xã hội, thành đạt trong sự nghiệp, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. 2. Mọi chi họ và con cháu họ Vũ Võ phải tôn trọng thứ bậc theo ngành chi họ mình, có thái độ ứng xử thích hợp, thân thiện với các chi họ khác trong dòng tộc, duy trì việc thờ cúng tổ tiên, gia đình phải có bàn thờ chi họ, có nhà thờ, có gia phả, chấp đối tộc phả, chăm sóc phần mộ tổ tiên ông bà, tổ chức tốt hành hương về quê mộ tổ đúng rồng hiện đại, có đóng góp tiền của vật chất và công sức theo kế hoạch của ngành chi họ và hội đồng dòng họ thành phố. 3. Lớn bầu ban chấp hành, ban thường vụ, ban thường trực và chủ tịch, các phó chủ tịch hội đồng dòng họ. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp, tập trung, dân chủ, bình đẳng, đa số có bán. Hình thức bầu cử biểu quyết giơ tay. Đại hội trực tiếp bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch, ban thường trực. Việc miễn nhiệm, bổ sung thay thế ủy viên ban chấp hành do ban chấp hành quyết định. Ban chấp hành khóa cũ có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự trình đại hội khóa sau để bầu. Trình tự bầu, bầu ban chấp hành hội đồng dòng họ, tiếp đến là bầu ban thường vụ, rồi đến bầu chủ tịch, các phó chủ tịch, và cuối cùng là bầu ban thường trực. Ban thường trực gồm chủ tịch, phó chủ tịch thường trực và các phó chủ tịch dòng họ. 4. Lớn tổ chức và sinh hoạt của dòng họ, một nhỏ hội đồng điều hành, thực hiện nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, giữ gìn kỷ cương, là nhân kết nối, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện những mục tiêu chung của dòng họ, vận dụng và thực hiện sự chỉ đạo của hội đồng dòng họ của Việt Nam, có mối quan hệ đồng tộc với hội đồng dòng họ của các huyện, thị và hữu nghị với các dòng họ bạn trong tỉnh. Chủ tịch điều hành chung hoạt động của dòng họ của hội đồng là chủ tài khoản, có trách nhiệm ký duyệt thu chi tài chính của hội đồng dòng họ. Phó chủ tịch thường trực phụ trách văn phòng, thi đua khen thưởng và các công việc khác được chủ tịch phân công. Phó chủ tịch phụ trách văn hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài và thông tin dòng họ. Phó chủ tịch phụ trách khối doanh nhân, doanh nghiệp. Phó chủ tịch phụ trách các khu vực phía đông, bắc, nam thành phố. 2. Sinh hoạt hội đồng. Chủ tịch và phó chủ tịch thường trực điều hành hàng ngày. Thường trực hội đồng, chủ tịch và các phó chủ tịch 3 tháng họp một lần. Thường vụ hội đồng dòng họ 6 tháng họp một lần. Ban chấp hành 1 năm họp một lần. Số lượng các ủy viên ở các chi họ hoặc phường xã từ 5 đến 7 người. Đây là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, có uy tín, có tâm huyết và trách nhiệm, có năng lực và sức khỏe tham gia hoạt động dòng họ. Đại hội cử ra ban chấp hành cùng các chức danh chủ chốt. Hội nghị ban chấp hành có thể bổ sung hoặc bãi nhiệm các chức danh yêu cầu hoặc công việc. 3. Về tài chính, kinh tế. Thành lập quỹ hoạt động dòng họ và quỹ khuyến học, khuyến tài. Xây dựng quỹ từ các nguồn sau, thu từ các thành viên hàng năm đóng góp, thu từ các nhà hảo tâm ủng hộ tài trợ, thu từ các nguồn khác. Quản lý
sử dụng quỹ, quốc kế toán, thủ quỹ ghi chép đầy đủ, chính xác, minh bạch, công khai, chi đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm chi. Hàng quý phải báo cáo lên thường trực, hàng năm phải báo cáo quyết toán, thu chi lên ban chấp hành. Quy ước này được thông qua tại đại hội đồng dòng họ Vũ Võ Thành Phố Nhiên nhiệm kỳ 3 2022-2027. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu với kính mời những người thương thay mặt đoàn chủ tịch đi chủ trì nội dung tác nghiệp của các đại biểu. Trân trọng. Các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội. Đại hội chúng ta vừa nghe báo cáo về công tác hoạt động dòng họ Vũ Võ Thành Phố Nghiên nhiệm kỳ 2 và phương hướng thực hiện của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Thành Phố Nghiên của nhiệm kỳ 3 để xây dựng cho phương hướng cũng như là bổ sung vào những các cái đánh giá hoạt động công tác của dòng họ Vũ Võ Thành Phố Nghiên trong năm qua. Các chi dòng họ cũng đã thực hiện rất tốt để xây dựng thêm và bổ sung thêm và cho những các hoạt động của phương hướng năm 2022, năm 2027. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hữu Láng lên tham luận về công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng các hoạt động của dòng họ Vũ Võ chi họ Vũ Hữu của Liên Phương. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Láng. Các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, tôi hôm nay nên phát biểu một số kinh nghiệm về khuyến học, khuyến tài và xây dựng, nói chung là tất cả về mộ hoặc là nhà thờ để các cụ được biết. Theo tôi đấy thì là cái tâm là chính, tức là người ta có tâm thì mới làm được, có đức thì mới làm được. Theo quan điểm của tôi hoạt động từ bắt đầu thành phố Hưng Yên ra cái chương trình, tức là hội đồng dòng họ, cho đến nay, hiện nay là tôi đã đầu 8 rồi nhưng mà vẫn hoạt động, thì báo cáo của cái này muốn làm được cái nhiệm vụ trên. Vừa rồi ông Phiên vừa đọc cái thành tích của dòng họ chúng ta đã làm được rất nhiều cái thành tích tuyệt vời, thì theo quan điểm của tôi là muốn làm được thì phải là ở cái tâm của mình á. Cái tâm của mình có làm thì mới được. Theo dòng họ của tôi là cứ hàng năm vào chương trình của ngày dỗ tổ là chúng tôi bắt đầu phát động về khuyến học, khuyến tài để làm cho các cháu có một cái phong trào là tốt hơn là ở gia đình. Ví dụ như là khuyến học thì nói chung là con cháu nếu là gia đình thì chúng ta thưởng cho các cháu thì nó không phấn khởi lắm đâu, nhưng mà đến hội dòng họ mà bắt đầu mà thưởng cho các cháu thì các cháu phấn khởi lắm. Thì chúng tôi là cái hàng năm vào ngày dỗ tổ là phát động phong trào khuyến học khuyến tài và mời các cháu đến dự dỗ tổ. Cái điểm này là điểm mà chúng tôi làm đã cách đây hàng chục năm rồi, thì báo cáo ra các bạn ấy. Thì còn về dòng họ chúng tôi là có 5 chi họ Vũ, có 5 chi, có 5 nhà thờ, nói chung là nhà thờ cổ kính. Thì đến nay thì có tu sửa thôi. Thì vừa qua là nhà thờ của dòng tộc họ Vũ chúng tôi đấy là có bị giải phóng mặt bằng, tức là giải phóng con đường, thì nhà thờ chúng tôi phải dỡ cái cổng đi và bức tường và hiến vào khoảng 100 m2. Thì báo cáo như này, chúng tôi hô hào toàn thể trong dòng tộc, tức là ai có tâm thì chúng ta sẽ đóng góp vào chứ không bắt buộc là bổ cho ai hết. Thế là cái cổng và bức tường hoàn thành 145 triệu, hiện nay đã hoàn thành và sang trang lịch sự. Thì theo quan điểm của tôi là các cụ và các ông
đã tham gia vào chương trình dòng họ thì ta phải có tâm, có đức và có tầm nhìn, tức là chúng ta phải làm trước ra, tức là bậc cao niên là phải làm nha, thì con cháu mới theo được. Thế là theo quan điểm của tôi là hôm nay lên đây phát biểu chỉ là ngắn gọn thôi, còn thì ông Viên vừa rồi ông đã phát biểu tất cả dòng họ chúng ta làm được nhiều thành quả như vậy là tôi rất là hoan nghênh và chúc sức khỏe hội nghị trẻ mãi không già. Vâng, rất trân trọng cảm ơn ông Vũ Hữu Lán, là một trong những các cái chi hội mà đã có nhiều các cái thành tích đóng góp, đặc biệt là về công tác khuyến học khuyến tài. Bên cạnh đấy thì ông đã còn có nhiều các hoạt động như là xây lăng mộ, xây các nhà thờ từ đường của một trong những các dòng họ của Liên Phương, thì cái chi dòng họ Vũ Hữu Vũ Văn là đã phát huy được rất tốt, các cụ xây dựng được những các cái nhà thờ từ đường rất là đẹp, rất là hoành tráng. Thế và những các cái lăng mộ cũng rất là đẹp, mà trực tiếp chúng tôi cũng đã xuống để thăm và dự nhiều những các cái nhà thờ đẹp, như là nhà thờ của chú anh Vũ Quang Khải ấy, là nhà thờ Lim mà trong báo cáo tôi đã đề cập và đã có những cái thể hiện về những các cái việc làm của các chi dòng họ rất là đáng khích lệ và đáng được như vậy là tuyên truyền rộng rãi. Tiếp theo là một trong những các chi hội mà cũng đã có nhiều những các thành tích đóng góp trong năm qua về xây dựng các nhà thờ từ đường và năng bộ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Nguyên, là một trong những các cái nhà thờ đã xây dựng rất là đẹp của Phương Triều. Vậy xin mời ông lên tham luận về công tác xây dựng nhà thờ từ đường và năng bộ. Kính thưa tỉnh khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, trước khi có ý kiến tôi xin báo cáo với đại hội xin ý kiến một chút. Thực ra cái phân công công đoạn này ông Quốc Cường chủ tịch của giảng viên chúng tôi là do lý do sức khỏe cho nên được sự thực quyền ông Quốc Cường, tôi xin lên đại diện của giảng viên trưởng ý kiến báo cáo luận trước đại hội. Thì trước khi có ý kiến tham luận thì thay mặt cho hội đồng dòng họ Vũ xã Phương Triều xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ công và có mặt trong đại hội hôm nay chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, hạnh phúc, xin trân trọng cảm ơn. Thì trước khi có ý kiến thì báo cáo với toàn thể đại hội là thực sự phân công nhất trí cho phép ban tổ chức đại hội. Tôi xin thay mặt cho hội đồng dòng họ của xã Phương Triều lên có một số ý kiến giải pháp cổ vũ con cháu dòng họ tôn tạo xây dựng nhà thờ mộ tổ có giá trị tâm linh cao, kế tục trong sự kiện. Thì kính thưa toàn thể đại hội, cá nhân tôi là hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo cũng như là phương hướng đại hội đề ra. Chúng tôi chỉ có một số các ý kiến tham luận tích rõ thêm trong cái báo cáo nhiệm kỳ hai. Thì với những cái nhận thức và những cái lời tâm huyết của cố giáo sư anh hùng lao động chủ tịch danh dự cố vấn hội đồng dòng họ
của Việt Nam, mục tiêu. Thì về nhà thờ Mộ Trạch thì bố hương của dòng họ thắp nén nhang là thực tổ. Cố giáo sư có nói, trước mọi người chúng ta xác định trách nhiệm với tổ tiên và xã hội. Thủy tổ dạy chúng ta hai điều, nhân nghĩa và trí tuệ, nhân trí truyền ra, là tượng trưng tiêu biểu của dòng họ. Yêu thương con người và phát triển, trí tuệ là lẽ sống của chúng ta, là truyền thống của tất dòng họ. Che già mang mọc, hy vọng lớp người trẻ tuổi lao động sáng tạo, cống hiến cho dân tộc, đất nước và chăm lo phát triển, làm rạng danh dòng họ. Với những lời tâm huyết của cố chủ tịch danh dự dòng họ Vũ Võ Việt Nam thực sự lắng đọng, rục rã chúng ta con cháu dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Hơn nữa, trang lịch sử vẻ vang của thần đồ Vũ Hồn với truyền thống đầy tự hào của con cháu dòng họ Vũ Võ Việt Nam đem trí tuệ, công sức xây dựng dòng họ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, là con cháu dòng họ Vũ Võ xã Cung Chiều thật sự tự hào về thần tổ và người truyền thống vẻ vang của dòng họ, đã đồng tâm đem trí tuệ, công sức xây dựng dòng họ ngày càng phát triển như ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể đại hội, với những giải pháp hội tụ con cháu dòng họ tôn tạo xây dựng nhà thờ tổ, mộ tổ có giá trị tâm linh cao, về giải pháp hội tụ con cháu dòng họ thì cũng báo cáo với toàn thể đại hội, với xã Phương Triều chúng tôi nói chung thì trong quần tụ của xã Phương Triều có rất nhiều dòng họ, nhưng trong đó riêng họ thì báo cáo với các đại hội là chúng tôi có rất nhiều các cái chi quan điểm chỉ đạo cũng như lập viên tích lệ để nhằm làm sao coi như liên kết hội tụ tất cả con cháu trong địa phương này. Thì năm 2005 là con cháu dòng họ cũng sắp Phương Triều đồng tâm làm tờ trình gửi ban lãnh đạo huyện Tiên Lữ và ban lãnh đạo dòng họ tỉnh Liên của dòng họ có Việt Nam xin được thành lập hội đồng dòng họ Phú Võ xã Phương Triều, và đã được hội đồng dòng họ các cấp phê duyệt, và chúng tôi đã tổ chức thành công đại hội hội đồng dòng họ Phú Võ xã Phương Triều gồm có 6 chi họ. Mà cái này cũng báo cáo với đại hội là tại thời điểm đó thì có lẽ là trên đất nước mình thì có lẽ cũng là một trong những hội đồng dòng họ xã cấp xã đầu tiên, và đến nay thì không nắm bắt được thông tin. Nhưng tại thời điểm 2005 thì có lẽ là mới có hội đồng đầu tiên xã. Đấy là báo cáo. Và đến chính rõ là chúng tôi vẫn duy trì hoạt động là hội đồng dòng họ có con dấu cho đến ngày nay. Thì tổ chức của chúng tôi là thăm và thắp hương lễ tổ 6 nhà thờ họ Vũ Võ trong xã vào các cái chiều, vào các ngày Tết, dịp Tết như là vào chiều thứ ba và vào chiều ngày 13 Tết là hàng năm của chúng tôi đều có tổ chức đi thăm hỏi, thắp hương tất cả sáu trong xã để làm tăng sự gắn kết các dòng họ, tăng sự tôn vinh các dòng họ trong xã. Tổ chức tốt ngày hội mùng 8 tháng Giêng hàng năm về Mộ Trạch, về Chí Linh, về Đống Giờ, về Thác Lương, thượng thượng tổ. Báo cáo với đại hội là chúng tôi hàng năm thường tổ chức về các ngày 8 tháng Giêng, và có những năm báo cáo với đại hội là chúng tôi tổ chức tới hàng trăm con người trong 6 triệu. Thì tôi nhớ là có những năm chúng tôi thuê 3-4 xe, 45-50 triệu đồng để tổ chức ra. Và chúng tôi đều đi theo tour, tức là năm nào chúng tôi phải về Mộ Trạch, sau đó quay ra mộ thần tổ Vũ Hồn, và sau ra là thủy tổ Đống Giờ, và sau ra đặc biệt Chí Linh. Báo cáo là như thế.
quy trình của hàng năm là thường là phải có những năm sau phải kết hợp chi họ cũng sẽ hay. Về quan tâm tôn trọng xây dựng nhà toàn tổ mô tổ để phát triển báo cáo với đại hội là phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, khẳng định cái tâm của quan cháu đồng họ, tăng giá trị tâm linh về thờ cúng tổ đường. Về phát động đẩy mạnh hoạt động xây dựng nâng cấp nhà thờ mộ tổ các dòng họ thì báo cáo với các đồng chí là về xây dựng nhà thờ với lăng mộ tôi sẽ có ý kiến rồi. Ngoài ra dòng họ còn chỉ đạo làm tốt hoạt động mừng thọ trên các bậc cao niên dòng họ, hoạt động khuyến học khen thưởng thế hệ trẻ tương lai của dòng họ, phát động khen thưởng động viên cải tạo cái tâm, động viên cái tâm cái tài của con cháu dòng họ, các hoạt động liên kết tạo nên sức mạnh phát triển của dòng họ. Hội đồng dòng họ Vũ Võ xã Phương Triều được thành lập sau 17 năm từ nhiều dòng họ hội tụ thành hội đồng dòng họ xã đầm ấm, một dòng họ đoàn kết thân thiện xây dựng một đồng dòng họ xã ngày càng phát triển. Thì cái này lĩnh vực này báo cáo đại hội là cũng như tôi kiến ở trên với địa phương tôi thì rất nhiều các dòng họ hoạt động rất là sôi nổi, nhưng mà cho đến nay thì riêng dòng họ hội đồng dòng họ cũng có ở xã Phi Điểm chúng tôi là cũng đã được các dòng họ khác là chúng ta người ta đánh giá là nói chung là một trong những dòng họ hoạt động có chất lượng và đi vào chiều sâu. Thì báo cáo thì kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, hôm nay rất là vinh dự sự tín nhiệm và sự đồng ý của ban tổ chức. Bản thân tôi là Sùng Minh Quyền, chủ tịch của xã, nên có một số ý kiến tham luận nào rõ thêm với các bạn báo cáo. Xin gửi lời tôi xin chúc sức khỏe được cái quý và một mạnh khỏe hạnh phúc thành công tốt đẹp. Tôi ý kiến tham luận, phát biểu tham luận của ông Vũ Xuân Nguyên. Cũng báo cáo với đại hội là còn rất nhiều những các cái ý kiến tham luận của một số các cái chi dòng họ nữa, như là tham luận của chi dòng họ khu vực phía Bắc họ Vũ Ngọc, phát biểu tham luận của chi dòng họ phía Nam thành phố. Thế thì bởi vì thời gian cũng không cho phép, cho nên là cũng đề nghị các ý kiến tham luận không riêng gì hai chi dòng họ mà tôi vừa nói. Nếu có các tham luận nào khác của các chi dòng họ thì cũng đề nghị các chi dòng họ và hai cái bài tham luận của chi dòng họ phía Bắc và phía Nam đề nghị các chi dòng họ gửi về ban thư ký để tập hợp và đồng thời căn cứ vào những các ý kiến tham luận đó để xây dựng được cái nghị quyết thật là trọng tâm và thật là sát thực để chúng ta có được cái hoạt động cho cái nhiệm kỳ 3 2022-2027 được thật là sâu sắc và thật là đích thực về cái công việc của dòng họ Vũ Võ chúng ta. Là ông Vũ Nhật Dương, hai ông Vũ Quốc Phiên, ba ông Vũ Xuân Hạnh, 4 ông Vũ Văn Thắng, 5 Vũ Quang Khải, 6 ông Vũ Văn Cường, 7 ông Vũ Đình Chuyên, 8 ông Vũ Văn Hạnh, 9 ông Vũ Anh Tuấn, 10 ông Vũ Hữu Láng, 11 Vũ Văn Thuần. Xin đề nghị đại hội có ai có ý kiến gì khác ngoài ý kiến của 11, ý kiến 11 thường vụ, có ai bổ sung thêm, tăng hay là giảm? Xin cho ý kiến. Không có ý kiến nào cả. Vậy xin cho ý kiến biểu quyết 11 vị thường vụ đề nghị biểu quyết.
Vâng, 100%. Xin một tràng vỗ tay. Danh sách bầu. Vâng, 100%. Xin đề nghị nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng kính mời các ông bà đã có tên chúng vào ủy viên ban chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đề nghị lên chi cục chúng ta ra mắt trước đại hội. Và cũng kính mời bác Sơn, bác Mai, bác Ái, bác Bùi, bác Hải, các bác Thành, Vũ Động, mời các bác lên chụp bức ảnh với vị anh em trong ban chấp hành. Mời tất cả các ông các bà có tên trong cái ban chấp hành lên trên bục để chúng ta ra mắt đại hội. Xin đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Đại biểu khách quý, kính thưa đại hội. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời cụ Vũ Hữu Sâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam lên phát biểu chỉ đạo với đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa chủ tịch đoàn, thưa các bậc cao niên, thưa quý đại biểu khách quý, tôi rất vui mừng hôm nay được về dự đại hội với những ánh mắt thân thiện, tính đồng tộc, tay bắt mặt mừng thắm thiết. Tôi rất xúc động, thầm cảm ơn quý vị đại biểu đã dành cho tôi với sự nồng nàn quý báu, cho phép tôi xin được chào mừng, kính chúc các bậc cao niên, quý đại biểu khách quý. Lời chào trân trọng nhất, chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, đoàn kết, thân ái. Chúc đại hội đại biểu Hội đồng Dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công rực rỡ. Kính thưa đại biểu khách quý, cụ Vũ Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, lão thành cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, cố vấn chủ tịch danh dự Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã từ trần ngày 30 tháng 11 năm 2022. Lễ viếng vào ngày hôm nay 11 tháng 12 năm 2022 tại nhà số 5 nhà tang lễ quốc gia. Ở 8 giờ sáng hưởng thọ 100 tuổi, xin thắp nén nhang thơm, kính cẩn cúi đầu kính lạy cụ về với tổ tiên nơi bồng lai tiên cảnh. Chúng ta xin yên lặng một phút để tưởng nhớ cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cụ phù hộ độ trì. Thưa quý đại biểu khách quý, đại hội đại biểu Hội đồng Dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên có rất nhiều gương mặt sáng giá, có học vị, học hàm, giáo sư, tiến sĩ, các nhà sư phạm, nhà thơ, các nhà mạnh thường quân, nhà công đức có tấm lòng nhân hậu, bao dung, bác ái. Với dòng họ, các vị cùng nhau góp sức, chia sẻ cho những ý kiến hay, tạo vị thế để cho dòng họ vượt qua những khó khăn. Để vươn lên thành thành phố gương mẫu về mọi mặt, Hưng Yên đất ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, mảnh đất phong hòa thủy tụ,
công hầu khanh tướng danh gia vọng tộc, đời nào cũng có, đã làm vẻ vang dòng họ được lưu danh muôn thở. Thưa quý vị đại biểu, được nghe báo cáo và các tham luận của các đại biểu đã để lại cho chúng tôi rất ấn tượng quý báu. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tiên tổ, phụng sự tổ tiên, với lòng hiếu nghĩa xây dựng nhà thờ, chăm sóc lăng mộ tổ tiên, với đạo cao đức cả, nhân hậu trí tuệ, nhân trí truyền ra, tôi tin chắc rằng Đức Thần Tổ Vũ Hồn Linh Thiêng sẽ phù hộ độ trì cho Đại hội Hội đồng Dòng Họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các bậc cao niên, quý đại biểu khách quý sống vui, sống khỏe, lúc nào cũng vượng cười tươi trên môi, thương quý nhau thắm thiết, không bao giờ phai nhạt, hạnh phúc đoàn kết thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, chúng ta rất trân trọng cảm ơn cụ Vũ Hữu Sâm. Mặc dù tuổi tác cụ cũng không còn ít, thế nhưng cụ cũng đã cố gắng bất chút thời gian và rất là tâm huyết với các dòng họ của các tỉnh, của các huyện trên đất nước Việt Nam chúng ta. Thay mặt cho Hội đồng Dòng Họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên cũng như là đại hội hôm nay, xin trân trọng cảm ơn những lời ý kiến phát biểu chỉ đạo của cụ cũng như lời chúc mừng của cụ đối với đại hội. Và thay mặt Hội đồng Dòng Họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên xin kính chúc cụ Vũ Hữu Sâm luôn luôn được mạnh khỏe. Cụ sẽ sống lâu, không phải là 100 tuổi, không phải là sống lâu 250 mà 350. Chúc cụ cứ phải 350. Đấy. Và xin chúc cụ và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, chúc cụ sống mãi với dòng họ. Cũng xin báo cáo với đại hội là một người con dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên là một người đang công tác tại thành phố Hưng Yên, người con họ Vũ ở trên đất Vua Hùng, đó là anh Vũ Trung Thành, là trưởng công an, đại tá trưởng công an của thành phố Hưng Yên, là anh là nguyên là ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2 cụ Hân ạ. Anh Thành cũng là nguyên ban ủy viên ban chấp hành của hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên, nhưng vì anh rất công việc rất bận cho nên vừa rồi trong cái nhiệm kỳ này chúng tôi cũng bảo thôi anh bận công tác thì anh cứ cố gắng hoạt động công tác và đồng thời luôn luôn chú ý chăm chú với các mọi hoạt động của dòng họ. Và hôm nay mặc dù anh vừa họp xong thường vụ của thành phố Hưng Yên thì anh cũng đã có hoa và quà 5 triệu và nặng hoa để chúc mừng đại hội. Hôm nay bây giờ họp xong anh mới đến, xin trân trọng giới thiệu với đại hội anh Thành Vũ Trung Thành đến dự với đại hội. Vâng, xin kính thưa quý vị Sâm, ông Vũ Mai và toàn thể các vị khách quý của đại hội. Bây giờ là thời gian thì tôi chỉ xin 5 phút thôi. Vì một đại hội thì đã thành công rồi, chúng ta vỗ tay chúc mừng rồi. Thế và không khí thì đang rất là phấn khởi. Thế nên là tôi chỉ xin 5 phút nói vài cái điều thế này thôi. Rất mừng là Hưng Yên thì chúng ta đã tổ chức kết thúc rất là tốt đẹp của cái nhiệm kỳ này. Thế mà chúng ta đề ra được nhiều cái phương hướng và có rất nhiều việc có ý nghĩa. Tuy nhiên tôi phải thấy thế này này, đây là nơi hội tụ của rất nhiều các vị là doanh nhân này, là nhà khoa bảo này, là những người hoạt động trên các lĩnh vực quân sự, chính trị và có rất nhiều người con họ cũ thành đạt trở về đây, nghỉ hưu ở đây.
Cho nên đương nhiên họ Vũ thành phố Hưng Yên phải là lòng cột cho cái họ Vũ của tỉnh Hưng Yên. Và vấn đề đặt ra là thế này, chúng ta làm tốt hơn nữa thì khi mà tiến tới cái đại hội của tỉnh Hưng Yên thì cũng là một cái bài để chúng ta tập dượt. Thế tôi chỉ xin phát biểu hai việc. Cái thứ nhất là chúng ta chuẩn bị tiến tới cái đại hội của tỉnh Hưng Yên thì chúng tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ các cái tư liệu để ra một cái tập thông tin dòng họ. Tuy nhiên hiện nay thì có một số nơi thì vẫn đang thiếu thông tin. Thế cái thứ nhất là ở Khói Châu và một số nơi thì chúng ta tưởng là sẽ rất thiếu, nhưng mà thì các anh hoạt động, các anh gửi rất là đầy đủ. Thế thì chúng tôi trong cái thông tin dòng họ, chúng tôi có tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, những người đỗ đạt, thành đạt và các cái gương mặt xuất sắc trong các hoạt động của dòng họ, đặc biệt thì những người mà được nhà nước vinh danh, ví dụ như anh hùng lực lượng vũ trang, những người được phong hàm và những người mà có cái công đóng góp cho dòng họ. Thế thì tôi đề nghị hôm nay có anh Việt ở Khói Châu thì một là các anh gửi tài liệu về sớm, hai là nếu không thì anh bố trí một cái ngày ở đấy thì tôi sẽ mời thư ký lên trên đấy để chăm bút cùng với các anh. Bởi vì nếu mà huyện Khói Châu huyện rất lớn, cho nên là trong cái tập thông tin dòng họ mà thiếu một cái kênh nào đấy của Khói Châu thì nó rất là không ổn tí nào. Cái thứ hai chuẩn bị, cho nên có thể nói là sau Tết ở cái thời điểm mà nó thích hợp thì chúng tôi tổ chức được một cái đại hội thì chúng ta phải chuẩn bị hai cái việc chuẩn bị cho cái nội dung báo cáo và chuẩn bị cho những cái bước kết quả bộ máy áp dụng vào dòng họ. Tôi đã nói rất nhiều và rất nhiều nơi tôi đã có ý kiến như thế, và hiện nay tôi biết này, trong muốn làm được điều ấy thì bản thân như một số các bác nói là chúng ta cần phải gương mẫu này, cần phải có tâm này, cần phải có tầm này, và chúng ta sẽ thì tôi tin là cái đại hội tầm họ ở Hưng Yên hôm nay thành công và cái đại hội sắp tới của chúng ta cũng sẽ thành công. Và cuối cùng thì xin chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý và xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Quang Hải. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quốc Ái là thường trực của Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, thường vụ Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, thường trực Ban Di tích, là tiến sĩ Mùa Trạch. Xin trân trọng kính mời ông lên phát biểu với đại hội. Quê hương Mùa Trạch xin gửi lời chúc sức khỏe tới đại hội đại biểu của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thành công tốt đẹp. Vì trong chương trình không có, thành ra là tôi cũng hơi bị như bỏ bom, không có chuẩn bị gì cả. Nên còn cũng thay mặt các ban quản lý di tích xin thông báo không trân trọng kính mời nhân dịp kỷ niệm 1169 năm ngày huyết nhập của Đức Thần Tổ Thành Hoàng Làng và kỷ niệm ngày sinh nhật và lễ hội 18 tháng riêng năm Quý Mão. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu hậu vệ họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên và thành phố Hưng Yên nói riêng về chung vui với dân làng, với ban quản lý di tích và toàn thể dòng họ Vũ chúng ta, giữ vững tinh hoa dòng họ Vũ vươn cao nhân trí đỉnh trời Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng ý kiến phát biểu của ông Vũ Quốc Ái, thường trực của ban quản lý di tích làng tiến sĩ Mùa Trạch, đã có những các cái lời động viên đại hội cũng như là lời mời của ông cũng như là của ban di tích cũng như là của nhân dân bà con ở thôn Mùa Trạch, là cái nơi phát tích của dòng họ Vũ Võ chúng ta. Thì thay mặt cho hội đồng dòng họ Vũ Võ cũng xin trân trọng cảm ơn ông cũng như ban di tích, và chúng tôi sẽ luôn luôn thường xuyên, sẽ đặc biệt là vào ngày 8 tháng 3 là đều có những các cái đoàn của hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên cũng như là của các chi dòng họ là sẽ về dâng hương Đức Thần Tổ Thần Hoàng Làng. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin
giới thiệu ông Vũ Quốc Huyên, đoàn chủ tịch sẽ lên công bố khen thưởng của các ông các bà mà đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2 lên nhận phần thưởng. Xin đề nghị ông. Xây dựng và phát triển dòng họ hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, công tác xây dựng tu bổ từ đường, các nhà thờ cũng như xây dựng tu bổ lăng mộ đã được các chi dòng họ, hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Nghiên luôn luôn quan tâm và thực hiện tốt. Đặc biệt là công tác khuyến học khuyến tài, đó là một trong những phong trào tích cực của các chi dòng họ đã được quan tâm nhằm phát huy truyền thống hiếu học của dòng tộc.
cũng như các hoạt động khác của dòng họ trong năm qua đã được báo cáo tổng kết đánh giá tương đối đầy đủ. Cũng tại đại hội này, Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên đã thống nhất cao thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027 thiết thực, lập nhiều thành tích để dâng lên Đức Thần Tổ thiêng liêng nhân dịp lễ hội mùng 8 tháng Giêng tại Mộ Trạch kỷ niệm 1225 ngày sinh của Người. Với truyền thống, nhân hậu và trí tuệ là bản chất quý báu của dòng tộc họ Vũ chúng ta sẽ mãi mãi được thể hiện, được thế hệ hậu duệ gìn giữ và phát huy. Đó cũng là đạo đức và lẽ sống của mỗi người con họ Vũ luôn mang trong mình dòng máu Vũ Võ và có trách nhiệm giáo dục truyền thống cho muôn đời sau. Thay mặt cho Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên, tôi xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hữu Sâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam cùng các ông trong Ban Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cùng các ông trong Ban Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên đã tới dự và chỉ đạo động viên đại hội. Cũng xin cảm ơn ông Vũ Quốc Ái, Thường trực Ban Di tích làng Tiến sĩ Mộ Trạch cùng các ông trong Ban Di tích Mộ Trạch, quê hương đất tổ của dòng họ Vũ Võ chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Kim Động, Tiên Nữ, Phủ Cừ, Ân Thi, Mỹ Hào, Khoái Châu, Yên Mỹ. Xin cảm ơn các doanh nhân, cán bộ đương chức là con em Vũ Võ, các doanh nghiệp, những nhà công đức tài trợ chính cho đại hội cùng các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong hội đồng dòng họ đã không quản ngại thời gian công việc để về dự và động viên đại hội. Tôi xin cảm ơn ông bà, các ông bà trong ban tổ chức, ban hậu cần, ban văn nghệ của dòng họ đã mang lại cho đại hội được thưởng thức những bài hát điệu múa hay, làn điệu dân ca trữ tình, cây nhà lá vườn, tạo cho không khí vui tươi, sống động, cổ nét văn hóa dòng họ. Kính thưa đại hội, sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, đại hội đã đạt được những kết quả đáng kể và thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt cho Hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong dòng họ tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho dòng tộc Vũ Võ chúng ta đời đời xanh tươi và phát triển trường tồn. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội. Xin trân trọng cảm ơn. Yêu chào cờ.